Từ ngày mai, người dân ở nhà nếu không có việc cấp thiết và không có giấy đi đường theo quy định. Từ ngày mai, người dân ở nhà nếu không có việc cấp thiết và không có giấy đi đường theo quy định. Từ ngày mai, người dân ở nhà nếu không có việc cấp thiết và không có giấy đi đường theo quy định.